xin chào quý anh chị đã đến với kênh chúng tôi chúc quý anh chị và các bạn có một buổi nghe truyện thật hay và vui vẻ nhớ like và nhấn nút đăng ký kênh giúp mình với nhé cảm ơn mọi người người đàn ông này quả thật chính là tiểu long nữ trong cổ mộ phiên bản nam thậm chí ngay cả rất nhiều đồ vật mang tính chất thường thức cũng đều không biết ví dụ như ngay cả mạt chược bài poker anh cũng không biết là cái gì. Cứ như thể anh không phải là phàm nhân chốn hồng trần này, có khi nào sẽ biến thành thiên thần bay mất, bỏ rơi nàng chăng. Diệp Quảng Quảng cảm thấy rất ấy nấy, cho nên mỗi lần đi đến thăm anh đều nghĩ cách cầm theo một chút đồ ăn thú vị mang qua. Càng tiếp xúc nhiều, nàng càng lúc càng không ưa nổi loại cảm giác bất cứ lúc nào anh cũng có thể tan biến mất như bong bóng xà phòng vậy. Loại cảm giác khác thường này khiến cho Diệp Quảng Quảng có chút sợ hãi. Hơn nữa, theo tình hình chiến đấu giữa võ đạo liên minh và tội ngục càng ngày càng kịch liệt, nàng cứ như vậy thường xuyên ra vào Atula, thật sự là quá nguy hiểm. Hôm nay là một lần cuối cùng, nàng sẽ không thể tới nữa rồi. Sau này hẳn là tôi sẽ không trở lại. Diệp Quảng Quảng nói. Mỗi lần chẳng qua nàng chỉ ghé thăm anh một chút, mang một ít đồ ăn ngon cho anh, nhưng mỗi lần anh đều tặng lại cho nàng hồi báo lớn như vậy, thật sự là khiến cho nàng cảm thấy chính mình đang chiếm tiện nghi của anh. Người hiền lành đơn thuần như vậy. Nàng không muốn lợi dụng anh. Ngón tay cầm quân bài poker của chàng trai khựng lại một chút, lạnh nhạt đáp, ừm. Diệp Quảng Quảng thấy anh không hề có phản ứng gì, không khỏi có chút tức giận, này, tôi sẽ không trở lại, anh cũng không có gì muốn nói sao. Coi như anh không nhớ tôi, chẳng lẽ lại không nhớ nhung những chiếc bánh nướng, bánh tiêu, bánh bao, màng thầu, kẹo que tôi mang tới hay sao? Tư dạ hàng, sẽ nhớ. Diệp Quảng Quảng nghe vậy quả thật là muốn lệ rơi, khóc mắt đều đỏ ửng. quả nhiên là anh chỉ có thể nhớ bánh nướng, bánh tiêu, bánh bao, màng thầu, kẹo que. Tư dạ hàng hơi nhíu mày, sau đó nói nhiều hơn một chữ, sẽ nhớ em. Ánh mắt Diệp Quảng Quảng hơi sáng lên, hừ, hẳn là nhớ đến tôi cũng là tiện đường mà thôi. Diệp Quảng Quảng không nói được cảm giác rối bời trong lòng kia là cái gì, phủi mông một cái, đứng lên, tôi đi đây, chúng ta bèo nước tương phùng, có duyên lại gặp. Tư dạ hàng, từng. Diệp Quảng Quảng xoay đầu đi rồi, từ đầu tới cuối cũng không biết được, sau khi nàng rời đi, chàng trai đứng lặng tại chỗ nhìn theo bóng lưng của nàng rất lâu, rất lâu. Cuối cùng âm thanh trong trẻo lạnh lùng của chàng trai vang lên một câu nỉ non, sẽ gặp. Đại khái là chàng trai ngụy trang quá tốt, cho nên, mãi tới lúc này. Diệp Quảng Quảng đang được thôi miên mới phát hiện ra sự thật đầy bi thảm. Ban đầu nàng cho rằng, chẳng qua chỉ là nàng một bên tình nguyện. Cũng không lâu sau, chiến lực Atula đột nhiên bùng nổ mạnh, võ đạo liên minh gặp phải trùng kích mạnh mẽ xưa nay chưa từng có. Diệp Quảng Quảng trong giờ phút nguy cấp nhận lệnh của ông ngoại, bị phái đi trụ sở chính Atula hỏi dò tình báo. Vốn thường ngày, xe nhẹ chạy đường quen, một đường đi tới, nhưng vạn vạn không ngờ tới, Lần này lại xảy ra chuyện rồi. Nàng lại không cẩn thận rơi vào trong bẫy rập của Atula. Bẫy rập lần này là một cái hố đen lớn. Mặc dù nàng đã phá giải cơ quan, không hề bị thương, nhưng bốn phía của hố đen đều là tường đồng vách sắt, trơn láng, căn bản là không lên nổi. Làm bậy rồi. Nếu như trước ngày mai không thể đi ra ngoài, bị phát hiện, chỉ có một con đường duy nhất, bị Atula bắt sống. Diệp Quảng Quảng đang gấp đến xoay mòng mòng, tìm tòi khắp nơi, nghĩ biện pháp đi ra ngoài, lúc này, nơi đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân. Diệp Quảng Quảng nhất thời ánh mắt khẽ co giật. Thôi, xong. Chẳng lẽ là người của Atula? Ai ở phía dưới? Sau khi nghe được âm thanh quen thuộc của tư dạ hàng. Diệp Quảng Quảng quả thật là như nghe âm thanh của thần tiên, vội vàng hô vang, là tôi, là tôi. Diệp Quảng Quảng vừa dứt lời, tiếp đó là tiếng gió vút lên, người ở phía trên trực tiếp nhảy xuống. Diệp Quảng Quảng sợ hết hồn. Trong ánh sáng mờ tối, nàng kinh ngạc nhìn chầm chầm tư dạ hàng vừa nhảy xuống, đệt. Làm sao anh lại nhảy xuống vậy hả? Nơi này là bẫy rập đấy. Tư dạ hàng, ở cùng em, sợ em sợ hãi. Trong nháy mắt khi chàng trai dứt tiếng, trong đầu của Diệp Quảng Quảng chợt chấn động một cái. Này này! anh có cần phải dùng âm thanh lạnh lùng như thế nói ra những lời dọa người như vậy không? Hết lần này tới lần khác, đối phương vẫn bày ra vẻ mặt không chút cảm xúc nào. Đi thảm rồi. Nàng thật vất vả mới quyết định được chủ ý sẽ không quay trở lại tìm anh. Nàng đã phát hiện cảm giác của mình đối với anh ta không được bình thường, mà người trước mặt này thật sự là quá đơn thuần, quá tốt đẹp. Nàng không muốn lại lừa anh, càng sợ chính mình sẽ không nhịn được thú tính bùng nổ. Làm ra chuyện gì đó đối với anh Người như nàng Làm sao có thể xứng nhận được điều tốt đẹp đến như vậy Trong hồi ức Diệp Quảng Quảng đã bị sự tự trách Và ấy nấy trong nội tâm nhấn chìm Mà giờ khắc này Diệp Quảng Quảng đang nằm ở trên ghế bị thôi miên Đứng ở góc nhìn người thứ ba Quả thật là mặt đầy mộng bức Ơ ờ hay Tư dạ hàng chính là tu la chủ Làm sao anh ấy có thể không biết Cơ quan cạm bẫy nhà mình mở ra như thế nào chứ ngờ đâu anh ấy lại có thể cố ý không mở cơ quan cứ như vậy cùng nàng ở lì bên dưới lúc nàng bị thôi miên là đứng ở góc nhìn người thứ ba xem lại đoạn hồi ức này cuối cùng nếu không phải là hồi ức chiếu đến đoạn này đều suýt chút nữa đã bị anh lừa tư dạ hàng chắc chắn yêu thích nàng vạn vạn không ngờ tới cái gã đàn ông im lìm này khi đó cũng đã một lòng ngầm có ý nghĩ muốn chiếm được tình cảm của nàng rồi. Hơn nữa, thời điểm đó, tư dạ hàng lại có thể biết nói chuyện hơn nhiều so với hiện tại. Nhìn câu nói kia mà xem, chỉ thuận miệng một câu thôi đã đủ để khiến nàng nai và ngơ ngác, tâm tình thiếu nữ trào dân. Từ đoạn hồi ức này mà xem, Diệp Quảng Quảng và Tư Dạ Hàng cùng nhau bị chiếc bẫy này vây khốn cướp chừng khoảng 3 ngày, thật may Diệp Quảng Quảng có thói quen luôn mang theo thức ăn bên mình mới không bị chết đói. Mãi tới ngày thứ ba, bởi vì Diệp Quảng Quảng không cẩn thận đụng phải chốt mở, hai người mới có thể rời đi. Diệp Quảng Quảng ở trên ghế thôi miên suýt chút nữa bởi vì quá kích động mà nhảy dựng lên. Trời má! Chính mình năm đó quả thật là chính là con nai con ngốc nghếch, lại còn đần độn cho là tư dạ hàng đơn thuần ngây thơ không rành thế sự, cuối cùng chính mình hoàn toàn bị anh ta ăn đến xếp sao cái tên này, thật là xấu bụng quá đi mất. Lại có thể lừa đảo nàng như vậy. Diệp Quảng Quảng quả thật là không có lòng nào muốn tiếp tục xem hồi ức nữa rồi. Nhưng mà, hồi ức lần này lại dài dị thường và tương đối hoàn chỉnh. Hồi ức vẫn còn đang tiếp tục. Diệp Quảng Quảng trơ mắt thưởng thức hai vị đại lão lòng dạ đen tối rốt cuộc là làm thế nào biểu diễn kỹ thuật diễn xuất cho nhau xem. Từng người so với từng người đều là ta lừa ngươi gạt hồi ức sau đó, khiến cho Diệp Quảng Quảng đột nhiên có loại dự cảm chẳng lành. Bởi vì trong ký ức, nàng đột nhiên nhận được một tin tức, nói bên người của kỹ tu nhiễm gần đây có nhiều hơn một người phụ nữ, hai người mỗi ngày đều kè kè cặp cặp. Thật ra thì, nàng là một người chỉ cần đã quyết định chủ ý buông bỏ liền sẽ không lại tiếp tục dây dưa. Nhưng mà, dù sao cũng đã yêu thích lâu quá lâu, khổ sở trong lòng, không phải có thể dễ dàng quên ngay được như vậy. Tin tức này, khiến cho diệp quảng quảng trẻ tuổi năm đó chịu đã kích diệp quảng quảng trốn vào trong một quán rượu một mình uống say túy lúy diệp quảng quảng đang thôi miên theo góc nhìn thứ ba lần trước nhìn thấy tư dạ hàng không biết từ lúc nào đã đi vào quầy rượu này ngồi cách chỗ nàng không xa tiếp đó diệp quảng quảng sau khi uống say liền hoàn toàn thả mình tự bay họ kỹ kia tôi khó coi sao tôi không đáng yêu sao Tại sao anh không thích tôi, tôi thích anh như thế? Tại sao anh lại không thích tôi? Em gái mưa cái quần què. Ai thèm làm em gái của anh? Tôi đây. Tôi đây sẽ không thích người khác, cũng sẽ không tìm được người nào khác để yêu thương, cũng sẽ không vừa ý những thứ kia hoa hoa cỏ cỏ kia. Trừ anh, ai cũng chỉ là cảnh đẹp ven đường. Những lời này của Diệp Quảng Quảng, hiển nhiên đều bị tư dạ hàng nghe được toàn bộ rồi làm bậy rồi. Giờ phút này, Diệp Quảng Quảng đang bị thôi miên cuối cùng cũng biết được, tại sao Chung Quy Tư dạ hàng lại không tin mình thật lòng thật dạ yêu anh ấy rồi. Đại khái anh vẫn luôn cảm thấy ở trong lòng nàng còn có một bóng hình không thể nào quên, còn biết người kia họ kỹ. Cho nên, mới đặc biệt để ý đến kỹ tu nhiễm sao. Nhớ lại đến đây, hết thảy đều có câu trả lời. Diệp Quảng Quảng rất muốn đánh chết chính bản thân nàng, cái người đang uống rượu kia nàng không bao giờ muốn uống rượu nữa rồi. Chỉ thấy, tư dạ hàng lặng lặng ngồi ở nơi đó, ngắm nhìn dịp quảng quảng uống đến say khước. Sau khi chậm rãi uống cạn một ly rượu trong tay, tư dạ hàng đứng dậy, tiến tới, đỡ lấy dịp quảng quảng suýt chút nữa đã ngã sấp xuống, mặt như phủ băng, nói, em sẽ yêu thích người khác. Ánh mắt Diệp quảng quảng mơ hồ, đã không nhận ra được người trước mặt, nghe vậy nhất thời giận dữ mà Trừng Anh, sẽ không đâu. Tư dạ hàng, thật sao? Diệp Quảng Quảng kiên định gật đầu, anh đây là, đây là đang vũ nhục tôi. Tôi đây sẽ không yêu thích người khác. Hai con ngươi của chàng trai hơi hơi nheo lại. Sau đó, ngón tay thon dài đỡ lấy cầm nàng, bỗng nhiên xích lại gần, hôn lên nhẹ lên khóe môi của nàng, thích không? Hơi thở đầy mê người của chàng trai gần trong gan tất, gương mặt nghiêng nước nghiêng thành, biên đảo chúng sinh kia bỗng nhiên xích lại gần. Diệp Quảng Quảng cảm thấy ba hồn bảy phách của mình đều đã hòa theo men say bay đi. Cùng lúc đó, cả người nàng bỗng thanh tỉnh lại một chút, cũng nhận ra được người trước mắt mình là ai, sững sờ đáp, thích. Theo lý thuyết, khi đó Diệp Quảng Quảng uống say, đối với đoạn hồi ức này chắc hẳn sẽ không quá rõ ràng. Bất quá, thuật thôi miên của lão viện trưởng xác thực là lợi hại. Hoàng hoàng chỉnh chỉnh giúp cho nàng nhớ lại tất cả mọi chuyện phát sinh khi đó. Tiếp đó, nàng được tư dạ hàng mang về Atula. Tư dạ hàng ngược lại là hoàn toàn không có ý tứ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Cũng không biết có phải là bởi vì hôm nay trên người dịp quảng quảng không có mang bánh nướng, không có sức hấp dẫn gì hay không. Sau khi thu xếp ổn thỏa xong cho nàng, tư dạ hàng liền chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, đơn thuần là tự dịp quảng quảng muốn đâm đầu vào lưới. Vị mỹ nhân này. Kỹ thuật coi quẻ của tôi không tệ không bằng, tôi coi cho anh một quẻ. Diệp Quảng Quảng sải một bước dài chạy tới. Ngăn cản đường đi của tư dạ hàng. Nói xong, nàng không nói hai lời, liền nắm lấy tay của chàng trai, sờ sờ soạn soạn, kiểm tra tỉ mỉ, ồ. Mỹ nhân, quẻ bói này của anh, trong quẻ bói này nói, cuộc đời anh cần có tôi. Thủ đoạn tán trai của Diệp Quảng Quảng thật sự có chút thô tục vụng về, nhưng trong phút vội vã, nàng cũng không để ý nhiều như vậy nàng đột nhiên cảm nhận được một loại cảm giác bất an đặc biệt mãnh liệt mặc kệ là thức ăn yêu thích hay là đồ vật yêu thích nhất định phải nhanh chóng ăn sạch mới được nếu không nàng sẽ đánh mất chúng mặc dù nàng vẫn luôn cố gắng khắc chế chính mình để cho mình làm một người đàng hoàng không nên làm ra chuyện thương thiên hại lý như thế nhưng mà nàng thật sự thật sự yêu thích anh mặc dù uống say nhưng lại càng thêm tỉnh táo. Đây là lần đầu tiên trong đời nàng có cảm giác như thế. Vốn nàng từng cho rằng, chính mình cũng sẽ không bao giờ động lòng. Tư dạ hàng. Diệp quảng quảng không ngừng cố gắng, hơn nữa, anh biết không, dung mạo anh đặc biệt giống với một người thân của tôi. Tư dạ hàng, thật sao? Diệp quảng quảng, từng, dung mạo của anh đặc biệt giống với con rể của mẹ tôi trên gương mặt chưa từng bao giờ lộ ra vẻ gì khác của chàng trai. Giờ phút này, lại nở ra một nụ cười đầy châm biếm, cô, đối với mỗi hoa hoa cỏ cỏ ven đường, đều nói như thế sao? Diệp Quảng Quảng nghĩa chính ngôn từ, nói bậy, không phải đâu. Anh không phải là hoa hoa cỏ cỏ ven đường. Ánh mắt đầy thâm thúy của chàng trai nhìn nàng chầm chầm, phải không? Anh dĩ nhiên không phải hoa hoa cỏ cỏ. Anh là sao trời biển khơi, là trăng sáng em yêu anh. Diệp Quảng Quảng ngước đầu, khóe mắt trong vắt sáng người nghiêm túc dị thường, đầy ngọt ngào ôm nhu, nhìn anh chăm chú. Em! Tư dạ hàng tựa hồ hoàn toàn không ngờ được cô gái sẽ nói ra những lời này. Khi nghe được ba chữ cuối cùng kia, khiến anh sững cả người. Nhưng cũng không biết nghĩ đến cái gì, lại nhanh chóng ảm đạm đi. Không có ai thích anh. Tư dạ hàng mở miệng. Diệp quảng quảng, ồ, thật là trùng hợp nha. Thật ra thì tên của em là không có ai. Tư dạ hàng, anh là ai? Diệp Quảng Quảng trả lời rành rọt, đại Mỹ Nam cực kỳ thiện lương, cực kỳ đơn thuần, cực kỳ tốt đẹp, tốt đẹp nhất trên đời, bị đại ma đầu tàn nhẫn biến thái giam cầm. Không khí yên lặng. Tư dạ hàng đón lấy ánh mắt nàng, không hề chớp mắt, nhìn chầm chầm cô gái trước mặt, em có biết, những lời em nói này, có ý vị thế nào không? Diệp Quảng Quảng, ý gì? Tư dạ hàng, có nghĩa là, anh sẽ không thả em đi nữa. Diệp Quảng Quảng nháy mắt một cái, mặt đầy mơ hồ, tại sao phải thả em đi? Diệp Quảng Quảng nói xong, cũng bạch 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 chạy tới, dùi dùi, đầy đáng thương nhỏ yếu lại bất lực ngước đầu lên nhìn anh, em mang cho anh nhiều bánh nướng như thế, nhiều bánh bao như vậy, nhiều bánh màng thầu như thế, nhiều kẹo que như thế. Vậy mà ngay cả anh cũng muốn đuổi em đi sao? trong nháy mắt ngay khi Diệp Quảng Quảng dứt tiếng, thân thể đã đột nhiên bị đặt nằm xuống chiếc giường mềm mại. Một giây kế tiếp, một nụ hôn sâu sen lẫn vị mặn của máu. Được đặt lên môi của cô nàng, tự hồ muốn nuốt sạch nàng, dung nhập nàng vào bên trong thân thể. A, à, Đại não Diệp Quảng Quảng thiếu oxy, nhất thời chóng mặt quay cuồng. Anh không phải là chính nhân quân tử. Hơi thở hỗn loạn của chàng trai kề sát vào gương mặt ửng đỏ của cô gái một thân ảnh bao trùm lên cơ thể nàng, giống như một con giả thú đột nhiên xé toan lớp vỏ bọc vô hại bên ngoài, lộ ra cặp răng nanh. Một khí tức u ám đáng sợ ngợp trời bao phủ lấy cả căn phòng. Ánh mắt trong veo như nước của Diệp Quảng Quảng phát sáng, nhất thời cao hứng đáp, quá tốt rồi, em cũng không phải. Len lén nói cho anh biết. Thật ra thì em là tướng cướp. Bọn họ cũng gọi em là nữ ma đầu. Chúng ta nhất định là tuyệt phối tư dạ hàng. Thiếu nữ uống say giống như biến thành một người khác, càng thêm nóng bỏng, cũng càng thêm sáng ngời, khiến cho ánh mắt anh càng không thể nào dời sang chỗ khác được. Diệp Quảng Quảng còn thề son thề sắc bảo đảm, anh yên tâm, em sẽ hối cải để làm lại cuộc đời, làm một người thật tốt, nhất định sẽ một lòng một dạ đối với anh, đối xử thật tốt với anh. Thấy đối phương không đáp lại, khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Quảng Quảng nhíu chặt, lẩm bẩm nói, Chẳng lẽ là bởi vì hôm nay em không mang theo bánh nướng sao? Bất quá! Bất quá em có mang theo một thứ khác nha? diệp quảng quảng mò mò, sờ soạn khắp người cả nửa ngày, rốt cuộc mò ra được một túi. Popping candy, kẹo nổ cho trẻ em. Em nói anh nghe, thứ này ăn rất ngon. Chắc chắn anh chưa từng ăn. Sẽ đem lại cho anh thể nghiệm xưa nay chưa từng có diệp quảng quảng chém gió thổi phòng y như đám thần côn chuyên dụ dỗ con nít vậy nói xong lập tức xé lớp vỏ ra chuyển đến trước mặt tư dạ hàng bị thôi miên diệp quảng quảng nhớ tới đây quả thật là muốn đập đầu tự tử một cái tại sao ở trước mặt tư dạ hàng nàng sẽ ngốc nghếch đến vậy một túi potpin candy liền muốn ngủ với người ta nghĩ sao vậy nằm mơ đi chẳng lẽ không phải là nàng đang bị thôi miên mà là đang nằm mơ dịp quảng quảng đang nghĩ là sẽ bị từ chối một giây kế tiếp liền nghe được tư dạ hàng trong ký ức dùng thanh âm khàn khàn trầm thấp như dây đàn xeo lô đáp được tư dạ hàng nói xong đầy nghiêm túc cẩn thận đón lấy túi kẹo xanh xanh đỏ đỏ trong tay cô gái sau đó một nụ hôn triền niên không dứt rơi xuống dịp quảng quảng năm đó nàng lại dùng một túi Poppin Candy. Dụ được. Tư. Dạ. Hàng. Ngủ. Cùng. Nàng không tin. Sáng ngày hôm sau. Thời điểm dịp quảng quảng tỉnh lại. Thấy mình nằm ở trên giường, lại nhìn thấy người đàn ông ở bên cạnh, nàng đã sợ đến ngay người. Y phục của hai người ném đầy đất, bờ ngực chàng trai trần trụi, mà nàng đầy bá đạo ôm chặt cứng cánh tay anh ở trong ngực mình, chân còn đang gác ở trên người anh. Tại sao có thể như vậy? Diệp Quảng Quảng giống như sét đánh ngang tai, quả thật là sợ đến ngơ ngơ ngát ngát. Sau khi ngửi được mùi rượu trên người mình, Diệp Quảng Quảng lại càng thêm luống cuốn. Xong rồi. Nàng cuối cùng cũng mắc phải sai lầm lớn rồi. Diệp Quảng Quảng nhanh chóng lộn một vòng, lăn sang một bên, sau đó lồng cùng bò dậy. Ông lấy chăn, tóc tai rối bời, mặt đầy mộng bức mà ngồi nghệt ở chỗ đó chàng trai bên cạnh tựa hồ bị hành động của nàng đánh thức, gương mặt điển trai khẽ nhíu một cái, ngay sau đó mở mắt ra, nhìn về phía Diệp Quảng Quảng. Diệp Quảng Quảng bị đôi con ngươi trong vắt thuần khiết vô hại kia nhìn chằm chằm, quả thật là không đất dung thân, muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Em, 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 chuyện kia. Bình thường miệng mồm lanh lợi, nhưng giờ phút này ngay cả một câu nói Diệp Quảng Quảng cũng đều không nói được. Tư dạ hàng khẽ xoa xoa cánh tay bị ôm đến tê cứng của mình, ngay sau đó ngồi dậy. Tỉnh rồi thì đi đi. Diệp Quảng Quảng nghe nói như vậy, nhất thời chợt cảm thấy chạnh lòng, anh có ý gì? Mặc dù, mặc dù ngày hôm qua là chuyện ngoài ý muốn, nhưng kỳ thật em đã sớm có mưu đồ đã lâu. À nhầm, không phải. Ý của em là, em nghiêm túc, em cũng không biết mình có chuyện gì xảy ra nhưng mà khoảng thời gian sống chung tới nay, thật sự em càng lúc càng yêu thích cảm giác được ở bên anh. Mặc dù rất nhiều lần đều nói là một lần cuối cùng, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được đi gặp anh. Em yêu anh. Diệp quảng quảng lại một lần nữa nói ra ba chữ em yêu anh, lại còn là nói trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo. Ánh mắt tư dạ hàng chấp một cái, nhìn chầm chầm vào cô bé trước mặt, tự hồ sợ bỏ sót mỗi một chữ của nàng. Cuối cùng, không biết qua bao lâu, tư dạ hàng mặt không cảm xúc đáp lại, chúng ta không thích hợp. Nghe đến đó, dịp quảng quảng trong cơn thôi miên quả thật là giận đến không thôi. Đệt. Nàng khẩn trương đợi cả nửa ngày, kết quả câu trả lời của tư dạ hàng lại là không thích hợp. Cái gã đàn ông này, thật xấu xa. Nàng càng tức giận chính bản thân mình, làm sao lại ngu như vậy, lại có thể không nắm rõ chuyện gì đang xảy ra đó là vì đại mỹ nam không nhiễm khói bụi trần gian trong mắt nàng đang dùng chiêu dục cầm cố túng đối với nàng mà thôi khi cũng cho nàng vẫn cứ cho là chỉ số nhạy cảm eq của tư dạ hàng thấp chỉ số nhạy cảm eq thấp không sai nhưng không thể phủ định được rằng chỉ số thông minh iq của người ta cao chỉ riêng chỉ số thông minh là đã đủ quay nàng xoay mòng mòng rồi bất quá bên cạnh sự tức giận cùng lúc đó nơi đáy lòng Diệp Quảng Quảng lại càng có nhiều hơn là đắc ý. Thì ra, thì ra từ đầu đến cuối, bên động tâm, không chỉ có mỗi mình nàng đơn phương. Nghĩ tới đây, cảm nhận nội tâm của Diệp Quảng Quảng liền nhanh chóng chuyển từ cái gã đàn ông này thật xấu xa, biến thành bảo bảo nhà nàng làm sao lại đáng yêu như vậy chứ. Ngay tại thời điểm Diệp Quảng Quảng đang rạo rực lòng xuân vì những kỷ niệm đẹp, chính bản thân nàng trong ký ức ngay khi nghe dứt câu không thích hợp của tự dạ hàng, lại bật thốt lên một câu, nói bậy, chúng ta hợp 100%. Dịp quảng quảng. Được rồi, đây thật đúng là phong cách nói chuyện của nàng. Một lát sau, hai người mặc quần áo tử tế ngồi ở phòng khách, Bầu không khí nhất thời lâm vào trong sượng sùng. Tư dạ hàng nhấp một ngụm trà, như lơ như đẳng mở miệng hỏi, em yêu anh chỗ nào? Dịp quảng quảng ngẩn trầm lên cặp mắt sáng lấp lánh mà nhìn chầm chầm chàng trai dù chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản. Ngồi uống trà thôi mà cũng đẹp trai như thiên thần, khiến cho nàng thần hồn điên đảo, bật thốt lên đáp, anh chờ xem nha. Tư dạ hàng đặt ly trà xuống, ngước mắt nhìn nàng một cái, cõi đời này có rất nhiều trai đẹp. Diệp quảng quảng không chút do dự đáp, nói bậy. Không một ai có thể đẹp trai hơn anh. Trong nháy mắt ngay khi Diệp quảng quảng dứt tiếng, cánh cửa lại đột nhiên có một âm thanh truyền tới, tiểu nha đầu, cô nói lời này, có phải là quá khiên cưỡng rồi hay không? Nhớ tới đây, Diệp Quảng Quảng có chút kinh ngạc. Thật không ngờ nàng lại thấy được Giang Ly Hận xuất hiện trong hồi ức. Vẻ đẹp của tư dạ hàng là loại hư vô mờ mịt, có một tầng ngăn cách, hơn nữa vô cùng có cảm giác thoát tục. Mà Giang Ly Hận lại khác, hắn chính là một loại hoa lạ đắt tiền ở trong tiệm, chính là loại mà ai nhìn cũng muốn tiếp cận đùa vui một phen là thành viên danh dự của hội những người thích ngắm trai đẹp, Diệp Quảng Quảng quả thực bị chấn động một chút. Cùng lúc đó, Diệp Quảng Quảng bén nhạy cảm giác được, trong không khí dường như có thêm một luồng lãnh ý lướt qua, khiến cho nàng không hiểu vì sao lại rùng mình một cái. Diệp Quảng Quảng lập tức thu hồi lại ánh mắt, nhìn về phía tư dạ hàng. Mở miệng hỏi, bảo bảo, hắn là ai vậy? Bạn của anh sao? Làm sao anh lại có một người bạn xấu trai đến như vậy? Thời điểm nghe được Diệp Quảng Quảng gọi tư dạ hàng lạc bảo bảo, Giang Ly hận lão đảo một cái, suýt chút nữa ngã xuống. Nghe được một câu cuối cùng, chính là suýt chút nữa đã sặc nước bọt mà chết, mặt không cách nào tin nổi, khục khục ho khang. Cô! Cô! Cô nói cái gì? Cô lặp lại một lần nữa cho tôi xem. Diệp Quảng Quảng bạch 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 chạy đến dụi dụi tư dạ hàng ở bên cạnh, đầy nhu thuận nghe lời lại đáng yêu nhìn anh, không có chuyện gì đâu bảo bảo, mặc dù em mê trai đẹp. Chẳng qua nếu như hắn là bạn của anh mà nói, vậy em liền miễn cưỡng chào hỏi cùng hắn vậy. Nói bóng gió, dù em mê trai, nhưng em chỉ mê trai đẹp là anh mà thôi. Đang bị thôi miên, Diệp quản quản bị khát khao muốn sống mãnh liệt tột độ của mình làm kinh động, quả thật là thiếu chút nữa không nhịn được ngồi bật dậy tự vỗ tay khen mình. Nàng quá trâu bò, có được không? thì ra năm đó nàng cũng đã trâu bò như vậy. Tư dạ hàng liếc nhìn người thiếu nữ đang ôm cứng cánh tay của mình, ánh mắt anh toát ra một vẻ ôn nhu mà chính mình cũng không phát hiện, em, gọi anh là cái gì? Diệp quảng quảng ngước đầu nhỏ. Triếu ra triếu rít nói, bảo bảo. Anh thích cách xưng hô này sao? Từ khi bọn họ quen biết đến bây giờ cũng không biết được tên họ của đối phương, lại cũng chưa từng hỏi nhau bởi vì dù gì cũng là người của phe đối thủ thân phận đối lập bọn họ đối với chuyện này đều ngầm hiểu cho nhau dịp quảng quảng tiếp tục cọ cọ dụi dụi bộ dáng thận trọng kia giống như là một chú thú cưng đáng yêu đang rụt rè tiếp cận vậy sau này em có thể gọi anh như vậy không đón lấy con ngươi rực rỡ sáng ngời của thiếu nữ tư dạ hàng ngơ ngẩn cả người một lát sau anh dùng một gương mặt không cảm xúc đáp lời bất quá chỉ là một cách xưng hô mà thôi tùy em. Diệp Quảng Quảng nhất thời mặt đầy cao hứng, quá tốt rồi. Vậy sau này em sẽ gọi anh là Bảo Bảo, anh có thể gọi em. Ừ, liền gọi em là cục cưng nhỏ đi. Diệp Quảng Quảng không hề có chút cảm giác mình vừa bị cự tuyệt, đầy vui vui sướng sướng tự mình quyết định. Tôi nhổ vào. Mắt chó của tôi. Giang Ly hận quả thật là không thể tin được những gì mình vừa chứng kiến. Tư dạ hàng hướng về phía Giang Ly hận mặt không cách nào tin, nhìn một cái, ý nơi này không hoan nghênh lộ rõ trong ánh mắt, cậu có chuyện. Giang Ly hận, hiệt, tôi sợ cậu buồn chán, tới thăm cậu một chút mà thôi. Bây giờ nhìn lại. Sợ là không cần. Tư dạ hàng, không cần thiết. Giang Ly hận. Đối với sự vô tình của ông bạn mình, Giang Ly hận che lấy ngực như bị trọng thương, ngay sau đó khẽ cười nhìn về phía Diệp Quảng Quảng nói, tiểu nha đầu, ánh mắt của cô rất đặc biệt à nha, lại có thể thích cái tên này. Diệp Quảng Quảng đối với cách nói của Giang Ly hận rất là bất mãn, ánh mắt của tôi thế nào? Bảo bảo nhà tôi ôm nhu lại tươi đẹp, hiền lành lại đơn thuần, hơn nữa ở gần bùn mà không nhiễm hôi tanh, như một đóa sen đáng yêu. Là người tốt nhất trên đời. Giang Ly hận sửng sốt thấy rõ, thật lâu đều chưa tỉnh hồn lại. Ánh mắt cực kỳ quỷ dị nhìn về phía tư dạ hàng, cậu ta ôn nhu tốt đẹp hiền lành đơn đơn thuần là một người tốt diệp quảng quảng trừng mắt lường hắn một cái đúng vậy sao hả này rốt cuộc anh là ai vậy sẽ không phải là người do tên biến thái tu la chủ kia phái tới hành hạ bảo bảo nhà tôi đấy chứ này này cô nói cái gì tên biến thái tu la chủ kia Giang Ly hận như rơi vào trong mộng ảo, bật thốt lên, tôi nói này tiểu nha đầu, cô có biết hay không, cậu ta chính là. Giang Ly hận mới vừa nói tới chỗ này, liền cảm nhận được một luồng ánh sáng chết chóc đang bắn thẳng tắp về phía mình. Trực tiếp bắn xuyên qua người hắn. Vì vậy, Giang Ly hận lập tức gắn gượng bẻ cô gấp, vốn định nói cậu ta chính là tu la chủ biến thái trong miệng cô, lại biến thành. Không có gì. Không sai cậu ta chính là người vừa ôn nhu lại tươi đẹp, hiền lành lại đơn thuần như vậy. Tuyệt đối là một người tốt, gần bùng mà chẳng hôi tanh mùi bùng. Giang Ly hận cảm thấy, đời này đại khái là chưa từng nói ra những lời trái với lương tâm mình như vậy. Mãi đến lúc Giang Ly hận nói xong, luồng ánh sáng chết chóc kia mới được thu hồi lại. Giang Ly hận ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói, à, tôi tự giới thiệu mình một chút. Thật ra là thế này, tôi là họ hàng nhà dì hai của em trai thứ ba của đường chủ một phân đường của một chi nhánh nhỏ của thiên hận bang đang làm một chân chạy vặt của thiên hận tôi và bảo bảo nhà cô quen biết nhau đã nhiều năm quan hệ rất tốt dịp quảng quảng gật đầu một cái thì ra là như vậy vậy tôi cũng tự giới thiệu mình một chút tôi là thủ hạ của đồ đệ của phó đường chủ của chi nhánh phía bắc không sợ minh Bất quá lúc đó tôi là bị nữ ma đầu đáng chém ngàn đao tóc húi cua ca của không sợ minh cưỡng bách gia nhập. Giờ phút này, trong cơn thôi miên, Diệp Quảng Quảng đã cảm thấy cạn lời nghiêm trọng. Hạn hán lời. Sa mạc lời. Không có gì để nói cả. Thật đúng là nên tặng cho mỗi người một bức tượng Oscar tí hon bằng vàng cho tài diễn xuất của mình. Hồi ức sau đó, trên căn bản đều là nàng dùng đủ loại chiêu trò hoa dạng để câu dẫn trai đẹp, mà tư dạ hàng thì lại dùng đủ các loại chiêu dục cầm cố túng, mỹ nhân kế, khổ nhục kế thay nhau ra trận. Tình yêu kiểu này mà nói, quả thực khiến cho Diệp Quảng quản nhất trứng. Trong quá trình sống chung, Diệp Quảng quản từng chút một làm mềm hóa thái độ của tư dạ hàng. Dĩ nhiên, từ góc độ Diệp Quảng Quảng đang bị thôi miên để mà xem. Cũng là tư dạ hàng đang từng chút một làm cho nàng không thể tự kềm chế. Cùng lúc đó, tội ngục và võ đạo liên minh bởi vì tranh đấu lâu dài bất phân thắng bại, tạm thời tiến vào trạng thái đình chiến. Diệp Quảng Quảng thấy thời cơ chính mùi, rốt cuộc lộ ra răng nanh hung ác, bắt đầu dụ dỗ đào người rồi. Diệp Quảng Quảng, bảo bảo, chẳng lẽ anh định cả đời bị sa lầy tại A Tu La sao? Rời khỏi nơi này đi. Tư dạ hàng, trừ nơi này, anh không có nơi nào để đi. Diệp Quảng Quảng nhất thời đáp, em có chỗ để đi không được sao, anh đi chung với em đi. Người nhà em bên kia đã giải quyết xong, em cũng chuẩn bị rời khỏi không sợ Minh rồi. Vừa vặn chúng ta có thể cùng đi. Tư dạ hàng hơi khựng lại một chút, che giấu một vệt ánh sáng nhạt nơi đáy mắt, nhìn về phía nàng, cùng đi. Đúng vậy. Diệp Quảng Quảng có chút lo lắng sợ anh nghe không hiểu, vì vậy ho nhẹ một tiếng, giải thích, có phải là cách nói của em còn chưa đủ rõ ràng hay không? Vậy để em đổi cách giải thích vậy, Ý của em chính là Chúng ta bỏ trốn đi Bỏ trốn Ánh mắt tư dạ hàng trong nháy mắt dường như rung động kịch liệt một cái Nếu như là em bởi vì lần ngoài ý muốn hôm đó mới làm những việc này với anh Thật ra thì không cần Diệp quảng quảng tỏ vẻ đầy chính nghĩa Xin nhờ, làm sao lại có thể bởi vì chuyện đó cơ chứ Em là loại chỉ tham luyến mơ ước chiếm được thân thể của anh thôi sao Em là người rất yêu anh đấy tư dạ hàng không mơ ước diệp quảng quảng ơ ờ, vẫn là vẫn là có mơ ước diệp quảng quảng nói xong ho nhẹ một tiếng nói em nhớ thương người đàn ông của mình cũng không có chỗ nào không đúng chứ lại nói cũng không phải là em chỉ nhớ thương một lần kia em là nhớ thương anh cả đời cả đời đây đại khái là hai từ tốt đẹp nhất trên thế giới này em không ngại anh là người của a tu la Tư dạ hàng yên lặng nhìn ngắm nàng, hỏi. Dịp quảng quảng nhất thời tỏ vẻ đầy xem thường, chuyện này có gì hay ho để mà quan tâm. Anh chẳng qua chỉ là một tiểu đầu một chi nhánh mà thôi. Cũng không phải là tên biến thái tu la chủ kia. Tư dạ hàng. Tóm lại, hai ta đều là tiểu nhân vật không quan trọng, đánh nhau có thắng hay thua cũng chẳng có gì liên quan đến chúng ta. Dịp quảng quảng mặt không đỏ tim không nhảy mà nói bậy nói bạ đúng là không có gì liên quan. Năng lực nói bậy của một người nào đó gọi là tu la chủ hiển nhiên cũng không hề kém hơn so với Diệp Quảng Quảng. Diệp Quảng Quảng nghe thấy có chút triển vọng, ánh mắt nhất thời sáng lên, đúng không, đúng không? Húng chi em đều theo đuổi anh lâu như vậy rồi, chẳng lẽ anh còn chưa tin em sao? Nói thật, chỉ là phần công sức em dành ra để theo đuổi anh. Đều đã đủ để em đi thành lập chục cái không sợ minh rồi đấy. Đương nhiên, coi như là có phải hao tốn tinh lực để thành lập chục cái Atula, em cũng nguyện ý. Nhìn ánh sáng nóng bỏng trong con ngươi trong vắt của người thiếu nữ, cơ hồ đôi mắt của chàng trai không dời sang chỗ khác được. Nghe được câu chục cái Atula của cô gái, nơi đáy mắt tư dạ hàng chớp lên một vẻ kinh thường không dễ gì phát giác. Coi như chục cái Atula, sao ra cũng kém một chút mê ly nơi đáy mắt nàng. Anh có thể xem xét. Cuối cùng tư dạ hàng mở miệng đầu của dịp Quảng Quảng nhất thời tiêu nhiễu xuống, vậy phải xem xét mất bao lâu? Lỡ như phải xem xét mất 8, 10 năm, há chẳng phải là nàng phải chờ đến ngay cả hoa cũng hóa đá rồi sao? Dịp Quảng Quảng, không phải là anh thích ăn bánh nướng nhất sao? Gần đây em có tìm một vị sư phụ làm bánh nướng đặc biệt, học được tay nghề tốt, sau này có thể ngày ngày ở nhà làm bánh cho anh ăn đấy. Tư dạ hàng, được. Anh hiểu rất rõ, nếu như để cho nàng hoàn toàn chiếm được mình, chỉ sợ cũng sẽ không còn quan tâm như trước nữa. Nhưng cuối cùng, trước ánh mắt đầy chờ mong kia, anh cũng không cách nào nói ra nổi một câu phủ định lại câu cùng đi và cả đời của nàng. Diệp Quảng Quảng Diệp Quảng Quảng thật lâu mới phản ứng lại được tư dạ hàng vừa nói gì, cái, cái gì? Anh mới vừa nói cái gì, nói cái gì? Anh đồng ý cũng bởi vì nàng đã học được cách làm bánh nướng rồi hả? Sớm biết vậy, nàng còn theo đuổi khổ cực như vậy làm gì chứ, trực tiếp mỗi ngày đưa cho anh một xe bánh nướng quách cho xong. Nếu làm như vậy, nói không chừng đã sớm cưa đổ được trai đẹp vào tay rồi. Diệp quảng quảng, khiếp, không, không phải là anh nói phải xem xét sao? Tư dạ hàng, từng, xem xét rồi. Diệp quảng quảng, xác định không phải là vì bánh nướng sao? hai người tìm một nơi bí mật phong cảnh rất đẹp ở lại ngăn cách hết thảy phiền nhiễu bên ngoài dịp quảng quảng và tư dạ hàng ẩn cư sinh hoạt cứ như vậy mà bắt đầu nàng cứ như vậy trải qua những tháng ngày vui vẻ bên nhau bất quá niềm hạnh phúc của nàng lại tồn tại nỗi lo lắng ngầm rất lớn nàng vẫn luôn lừa gạt anh về thân phận chân thật của mình nàng quả thật là khó có thể tưởng tượng được một chàng trai thiện lương như vậy đơn thuần như vậy nếu như biết nàng là không sợ minh chủ, sẽ có hậu quả gì? Trong sự lo âu, thậm chí Diệp Quảng Quảng còn triệu tập một đám cao tầng, tổ chức một buổi hội nghị khẩn cấp. Ngay tại thời điểm mọi người đã báo cáo công tác xong. Chờ đợi Diệp Quảng Quảng tổng kết, Diệp Quảng Quảng mở miệng nói, sau khi trải qua một hồi suy nghĩ kỹ càng. Tôi quyết định, quyên góp cho Hiệp hội Từ thiện của Độc Lập Châu 100 triệu, trong vòng một năm xây dựng 100 trường học võ thuật miễn phí tặng 10 xe nguyên vật liệu ủng hộ người dân gặp khó khăn ở 34 khu. Cuối cùng, Diệp Quảng Quảng chốt lại một câu: Bổn minh chủ quyết định rồi. Bắt đầu từ hôm nay, bổn minh chủ phải là một người tốt. Sau khi một loạt phát biểu của Diệp Quảng Quảng kết thúc, tất cả mọi người tại đây đều trợn mắt há mồm, tỉnh mịch một mảnh. Đại trưởng lão, minh chủ. Hôm nay cô uống rượu. Nhị trưởng lão, có vẻ như là uống không ít đâu tam trưởng lão, bắt đầu. Thất tinh. Không phải là đã bảo các ngươi trong chừng minh chủ, đừng để cho cô ấy uống rượu sao. Bắt đầu, tôi có canh mà, toàn bộ rượu của phong tỷ tôi đều vứt sạch cả rồi. Ông đừng có mà tùy tiện vu khống người khác. Tam trưởng lão, vậy thì hiện tại minh chủ là có chuyện gì xảy ra vậy? Ngươi làm việc tắc trách mà còn ngụy biện. Bắt đầu, suy. Cái lão bất tử này, chỉ biết suốt ngày vu khống này nọ, sao chính ông không tự đi mà ngăn. Toàn bộ phòng họp hỗn loạn hết cả lên. Diệp Quảng Quảng ngồi ở trên ghế chủ tọa, yên lặng chống tay nâng trán. Đối với bài phát biểu kia của mình, chính nàng cũng cảm thấy thật sự là quá hư cấu rồi. Nàng vẫn là nên đi đâu đó uống chút rượu để yên tĩnh lại đầu óc đi. Cuối cùng Diệp Quảng Quảng cũng đành quyết định bỏ qua những ý tưởng đáng sợ kia. Coi như hiện tại nàng bắt đầu làm việc tốt, cũng không thay đổi được sự thật nàng là một tên tướng cướp. Vừa nghĩ tới cảnh bảo bảo nhà nàng hoảng sợ và chán ghét nàng, chỉ thoáng nghĩ một chút thôi mà nàng cũng đã không cách nào nhìn được. Không được, lớp ngụy trang này nàng phải che đậy thật cẩn thận. Không thể hù anh ấy sợ được. Không sai, vì bảo bảo nhà nàng, nàng sẽ chính là một đóa tiểu bạch hoa thuần khiết tốt đẹp. Ở trong hồi ức của Diệp Quảng Quảng, đoạn hành trình yêu đương này cũng tương đối kích thích và kinh hiểm ví dụ như trong hồi ức một lần nào đó hai người cùng ăn cơm ở bên ngoài ngờ đâu lại bất ngờ gặp phải tụi du côn hai người cơm nước xong xuôi chuẩn bị trở về vốn đường đi thông thoáng nhưng cuối cùng lại có một đám người khí thế đầy hung hăng từ trước mặt đi tới những người này uống say khước chiếm hết cả con đường lão đa lão đảo đi thẳng tới tự mình đụng vào nàng ngã xuống vậy mà lại còn làm ầm lên ăn vạ với bọn họ mẹ nó. Ngay cả lão tử cũng dám đụng. Tìm chết sao? Gã đàn ông lực lưỡng xăm mình bị đụng ngã lớn tiếng rống giận. Bên cạnh, bọn thủ hạ khác cũng chen nhau hùa vào, mẹ nó. Hai người các ngươi tới đây cho ta, mau nhanh xin lỗi đại ca chúng ta. Không muốn sống nữa đúng không? Diệp quảng quảng thoáng nhìn một cái, phát hiện đám người này cũng không phải là tiểu lâu la bình thường, là thành viên thế lực địa phương thuộc hắc hổ bang. Cái gã bị đụng ngã kia lại còn là phân đường chủ. Sức mạnh cơ bắp của đám người này vậy mà đều không thấp. Nhất là cái gã phân đường chủ Hắc Hổ Bang kia, thành tựu về mặt võ học cũng có vài phần danh tiếng. Mặc dù coi là như vậy, nàng cũng vẫn như thường có thể một mình đánh chục người. Nhưng mà, bây giờ không được à nha. Hiện tại bảo bảo nhà nàng đang ở chỗ này. Tại trước mặt của bảo bảo, người ta là Liễu Yếu Đào Tơ đó nha coi như là một chai nước ngọt chưa mở nắp, nàng cũng vặn không nổi nữa là. Nhìn thấy bộ dáng mấy người này hùng hùng hổ hổ không nói lý, ánh mắt tư dạ hàng hơi hơi phát lạnh. Mẹ nó! Tiểu tử thúi, ngươi lại còn dám trừng ta. Diệp Quảng Quảng vừa nhìn thấy hắc hổ bang. Nhất thời trong lòng hơi hồi hộp một chút. Xong đời rồi. Mấy cả đực rượu này đều từng được nàng cho ăn, đấm, toàn bộ đều biết nàng. Bất quá, cũng còn may, vì không muốn thân phận mình bị bại lộ, mỗi lần ra ngoài dịp quảng quảng đều sẽ ăn mặc theo phong cách thiếu nữ vô cùng đàng hoàng, hơn nữa còn đeo kính râm thật là dày. Lại thêm vào đám người này đều uống nhiều, cho nên thật giống như nhất thời đều không thể nhận ra được dịp quảng quảng. Thấy những người này hình như là không hề nhận ra mình, lúc này dịp quảng quảng mới thở vào nhẹ nhõm. Vì vậy, dịp quảng quảng ho nhẹ một tiếng. Che lấy cổ họng, nũng nịu nói, thật có lỗi, thật có lỗi. Các vị đại ca ca, chúng tôi thật sự là không cẩn thận, các người đại nhân không chấp tiểu nhân. Lần sau nhất định không dám nữa. vẫn đang trong hồi ức. Diệp Quảng Quảng không hề chú ý tới, nghe được từ đại ca ca kia của nàng, ánh mắt tư dạ hàng ở một bên giống như hàng băng bắc cực. Trong đám, một tên thủ hạ thấy diệp quảng quảng ôm nhu đáng yêu, thái độ nhất thời thay đổi không ít. a, à, đại ca, hay là coi như xong đi, cần gì so đo cùng với một tiểu cô nương? phân đường chủ kia quặm mặt lại, vẫn còn có chút tức giận. diệp quảng quảng lại nói, vị đại ca kia dáng vẻ đường hoàng, vừa nhìn liền biết là người vừa đẹp trai lại độ lượng, chắc chắn sẽ không so đo với chúng tôi. sắc mặt gã phân đường chủ kia hơi tỉnh lại rõ ràng đối với sự nịnh bợ của Diệp Quảng Quảng rất là hài lòng. Hừ, coi như ngươi vận khí tốt. Lần này không so đo với ngươi nữa. Bất quá. Phân đường chủ nói xong, hướng về phía mấy gã thủ hạ ở bên cạnh nhìn một cái. Thủ hạ tiếp nhận được ám chỉ, nhất thời hiểu được, trên dưới quan sát Diệp Quảng Quảng và tư dạ hàng một vòng, ngay sau đó mở miệng nói, hôm nay có thể không cần mạng chó của các ngươi, bất quá, đụng phải đại ca của chúng ta chẳng lẽ lại định cứ tính như vậy sao? Thế này không khỏi cũng quá thiếu thành ý đi. Diệp Quảng Quảng nghe một cái liền biết bọn họ là có ý gì. Trong lòng rất là coi thường đối với việc này. Mặc dù danh tiếng ngoài đường của không sợ minh bọn họ cũng không hề tốt đẹp gì, nhưng mà không sợ minh bọn họ chưa bao giờ làm khó kẻ yếu, không làm những thứ tiểu thủ đoạn giật tiền đánh cướp, chiếm tiện nghi nhỏ này. Nếu đã cướp phải cướp cho thật nhiều tiền, đã chơi thì phải chơi một vố thật lớn. Đây cũng là lý do vì sao danh tiếng không sợ minh lại vang dội như vậy, cũng không ai dám trêu chọc, các đại môn phái cấp cao cũng kiên kỵ ba phần. Tóm lại, những người này, nàng thật sự rất coi thường. Diệp Quảng Quảng rất lo lắng tư dạ hàng ở bên cạnh sẽ không nhịn được. Vội vàng thấp giọng nói, đừng manh động, nếu không làm lớn chuyện lên, thân phận của chúng ta bại lộ liền không xong dù sao hai người bọn họ đều là đào binh từ trong tổ chức trốn ra ngoài nhất là diệp quảng quảng những người này đều nhận biết nàng nếu như ồn ào lớp ngụy trang nhất định liền rất mất chúng ta đem tất cả vật đáng tiền trên người đều đưa cả cho bọn họ đi diệp quảng quảng vội vàng nói cũng còn may là tư dạ hàng không hề phản đối thái độ ngược lại rất là bình tĩnh được trên người tư dạ hàng không mang theo thứ gì đáng tiền cho nên chỉ có dịp quảng quảng đem túi tiền trên người và một miếng ngọc bội đeo ngang hông đưa cho những người đó dịp quảng quảng các vị đại ca đây là một chút tâm ý của chúng tôi xin hãy nhận lấy mấy người kia không khách khí chút nào liền cất tiền đi nhưng lại vẫn còn có chút không thỏa mãn nhìn chằm chằm tư dạ hàng nói tiểu tử này thì sao các người nhìn thấy anh ấy ăn mặc phổ thông như vậy cũng biết trên người anh ấy không có tiền cũng không có thứ gì đáng tiền Diệp quản quản mềm mỏng giải thích rõ ràng. Thủ hạ kia cười lạnh, chuyện đó chưa chắc đã nói được, phải lục soát mới biết. Ánh mắt Diệp quản quản nhất thời lạnh lại, má nó. Cấp cho thể diện rồi mà không cần. Bảo bảo nhà ta. Các ngươi có thể đụng sao? Những người đó nói xong, cũng đã phái hai người lục soát người tư dạ hàng rồi. Diệp Quảng Quảng làm sao có thể để cho đám người này dùng móng vuốt bẩn thiểu chạm vào tư dạ hàng, dây thần kinh lý trí trong đầu như sắp đứt đoạn mất, nhất thời đã sắp mất khống chế. Đệt. Bất kể. Lớp ngụy trang lộ cũng được. Nhưng mà muốn đụng vào bảo bảo nhà nàng, tuyệt đối không được. Nhưng mà, ngay vào lúc này, tư dạ hàng lại đột nhiên đè tay của nàng xuống, ôn hòa nhìn nàng, không có việc gì, để cho bọn họ lục soát. Diệp Quảng Quảng thấy vậy, quả thật là cảm động muốn chết bảo bảo nhà nàng thật sự là một người quá tốt rồi quá ôn nhu rồi có được hay không cuối cùng những người đó thô lỗ xông về phía tư dạ hàng sau đó liền sờ soạn soát người tư dạ hàng không nhúc nhích mặc cho bọn họ lục soát không thèm để ý chút nào chỉ có việc quảng quảng vốn nàng cũng không thèm để ý chút chuyện nhỏ này nhưng mà thấy những người đó đụng chạm tư dạ hàng cơn bão thịnh nộ đã càng lúc càng bốc lên cao trời má hắc hổ bang đúng không? Các ngươi, con, mẹ, nó, chết, chắc, rồi. Những người đó không lục ra được vật gì đáng tiền, coi như gặp vận rủi. Lúc này mới thả bọn họ rời đi. Sau khi rời đi, Diệp Quảng Quảng vẫn như cũ tức giận không thôi, gào. Tức chết em rồi. Mấy thằng chó đó. Chẳng qua chỉ là một đám người ô hợp, không nhất định phải so đo cùng bọn họ bọn họ muốn tiền cho bọn họ là được rồi an toàn là trên hết tư dạ hàng dùng một âm thanh đầy bình tĩnh nói chuyện hơn nữa còn dặn dò nàng bây giờ em đã thoát ly khỏi không sợ minh sau này làm việc cũng phải khiêm tốn một chút không nên tùy tiện để xảy ra va chạm cùng người khác Diệp quảng quảng lầu bầu bảo bảo anh chính là quá dễ nói chuyện tính tình quá tốt rồi nói tới chỗ này vì duy trì hình tượng nhân vật của mình, diệp quản quản nhất thời bổ sung thêm, bất quá bảo bảo anh nói đúng, không cần phải so đo cùng bọn họ lấy đức báo oán như vậy mới có thể tích lũy phúc đức, nếu không oang quan tương báo đến khi nào? tư dạ hàng từng đang bị thôi miên, diệp quản quản nhớ đến đoạn đối thoại này của hai người, quả thật là không biết nên nói cái gì mới tốt, một bên là tướng cướp, một bên là một trong số ba vị thủ lãnh của tội ngục làm việc khiêm tốn, lấy đức báo oán gì gì đó. Lương tâm của hai người thật sự không biết đau phải không? Nàng cũng không tin, ban đầu mình lại có thể cứ để mặt như vậy được. Quả nhiên, hồi ức tiếp tục. Buổi tối hôm đó, sau khi Diệp Quảng Quảng rời khỏi chỗ ẩn cư, liền lặng lẽ phục kích, chặn đường đám người hắc hổ ban kia. Ha ha ha! Mới vừa rồi góp người con nhỏ đó thật không tệ, âm thanh cũng ngọt. Không sai, không sai, rất biết nói chuyện, âm thanh y như chim hoàng anh. Sớm biết vậy đã bắt nhỏ đó lại là được rồi. Chỉ là dáng vẻ tên tiểu tử thúi bên cạnh nhỏ đó y như hung thần ác sát, hoặc nhìn có vẻ không phải dạng vừa đâu. Cắt, tại địa bàn này, còn có người mà tam ca chúng ta không dám chọc. Cũng phải ha. Ha 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 ha. Đại ca, nếu như là anh thích, bọn em giúp anh canh đi bắt con nhỏ đó lại đây, liền như vậy. Giờ phút này, Diệp Quảng Quảng ngậm một nhánh cỏ đuôi chó trong miệng, đang đứng ở ven đường, vừa vặn nghe được âm thanh của đám người say khước kia, dường như còn trùng hợp đang bàn tán về nàng. Nhìn thấy Diệp Quảng Quảng, đám người hắc hổ ban kia có chút kinh ngạc, nhất thời lại hưng phấn phản ứng lại rồi, y o. Đây không phải là cô bé kia sao? Làm sao lại tự mình chủ động tìm tới cửa? Sợ không phải là đã vừa ý đại ca của chúng ta đấy chứ? Ha 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 ha! mọi người nhất thời cười nghiêng cười ngã. Mặt đầy vẻ mập mờ. Diệp quảng quảng khẽ xì một tiếng, bà cô đây tính nhẫn nại có hạn. Mới vừa rồi, tên nào không có mắt dám đụng chạm vào người đàn ông của ta. Hiện tại, tự mình đứng ra cho lão nương. Thái độ Diệp quảng quảng đột nhiên biến đổi lớn, khiến cho những người kia đổi sắc mặt, con điếm thối. Ngươi nói cái gì? Muốn chết à? Diệp quảng quảng, muốn chết không sai, các ngươi quả thật là rất đáng chết. Đệt. Tiểu tiện nhân ta thấy là ngươi. Một người trong đó vừa nói vừa đầy hung hãn lao lên. Kết quả lời còn chưa dứt, một giây kế tiếp, cùng với một tiếng quỳnh thật lớn vang lên. Thân ảnh của người nọ giống như bao cát bị đạp bay ngang. Đệt. Tiện nhân kia lại còn thật sự có tài. Khó trách lại kiêu ngạo như vậy. Tiến lên. Cùng tiến lên cho ta diệp quảng quảng xoay xoay cổ tay một cái thân ảnh tựa như tia chớp lắc mình đi qua đầu tiên là đem những người khác giải quyết sau đó bắt lấy hai gã vừa rồi lục soát người tư dạ hàng ngược cho một trận cuối cùng diệp quảng quảng mới từng bước từng bước không nhanh không chậm đi về phía gã phân đường chủ hắc hổ ban kia phân đường chủ nhìn thấy đám thủ hạ bị ngược nằm lăn lộn trên mặt đất giận tím mặt tiểu tiện nhân ngươi thật là to gan thuộc bang phái nào báo danh. Thậm chí ngay cả người của hắc hổ bang ta cũng dám chọc. Diệp quảng quảng phủi phủi bụi trên người, khẽ nhíu mày, tên của ta. Những thủ hạ này đều là cao thủ của hắc hổ bang, ngờ đâu lại có thể bị nữ nhân này đánh cứ y như đang thái thịt heo vậy, giải quyết sạch sẽ trong vòng 10 phút. Hơn nữa hắn rõ ràng nhìn thấy, chiêu thức hạ thủ của đối phương cực kỳ tàn nhẫn, khiến cho người ta rợn cả tóc gáy. Khu vực này không có ai không biết đến hắc hổ bang bọn hắn, mà cô ta lại có thể liều mạng đến vậy, ngay cả bọn họ cũng dám chọc. Phân đường chủ nhất thời cả giận nói. Ngươi biết ta là ai không? Ta chính là phân đường chủ hắc hổ ban phùng khôn. Có gan ngươi báo tên ra, lão tử nhất định diệt cả nhà ngươi. Diệp quảng quảng khẽ cười một tiếng, mở miệng nói, được à nha, tùy thời hoan nghênh các vị đến cửa. Của chính nhà của ta, luôn luôn rộng mở đón chào các vị. Sau khi nói xong câu này, Diệp Quảng Quảng liền chậm rãi tháo cặp kính trâm trên mặt xuống. Cùng lúc đó, dây cột tóc màu hồng cũng bị nàng ném đi, kiểu tóc được thợ làm tóc xử lý hoàng mỹ cũng xỏa tung ra. Nhất thời, một mái tóc dài đen nhánh rơi xuống, phối hợp với một đôi con ngươi lạnh tanh của người thiếu nữ. Ở dưới ánh trăng, quả thật là khiến người ta hồn phi phách tán. Dưới ánh trăng, thiếu nữ rất đẹp, nhưng cảnh tượng đó còn đáng sợ hơn so với nhìn thấy nữ quỷ la sát. Bạch, Bạch Phong. Sau khi nhận ra người trước mắt là ai, phân đường chủ liên tiếp lui về phía sau, phịch một tiếng đặt mông ngồi bệt trên mặt đất. Làm sao có thể? Tiểu cô nương nũng nịu này, làm sao sẽ có thể là tóc hối cua ca Bạch Phong? Phùng không tuyệt đối không quên được gương mặt này. Ban đầu hắn từng bởi vì lỡ dại mà dính vào mâu thuẫn với không sợ minh mà bị ngược cho thê thảm, đối với gương mặt này của Bạch Phong đương nhiên sẽ không cảm thấy xa lạ chỉ là lớp trang điểm trước đó của nàng khiến cho bọn họ hoàn toàn không nhận ra được. Phùng khôn cơ hồ ngay lập tức lăn một vòng nhào về phía Diệp Quảng Quảng, vịt một tiếng quỳ mọp ở trước người của nàng, bà nội. Bà nội của tôi ơi, tôi sai lầm rồi. Bạch lão đại. Tôi có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, hoàn toàn không nghĩ tới là ngài cải trang vi hành đi tới địa phương nhỏ bé rách nát này của tôi. Cầu xin ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, ngàn vạn lần không nên so đo tính toán với tôi giờ phút này những thủ hạ khác cũng đều đã bị hù dọa trợn tròn cả mắt rối rít nhào qua kêu trời trách đất dập đầu quỳ lạy bạch lão đại tha mạng tha mạng một đám không có mắt còn không mau đem đồ trả lại cho bạch lão đại phùng không tung một cước đạp bọn đàn em cả đám bị dọa sợ đến ngu người vội vàng đem đồ vật cung cung kính kính mà trả lại làm sao không phải là muốn tới không sợ Minh ta làm khách sao? Không không không. Không dám à. Những người này nhìn thấy vị nữ ma đầu diệt quảng quảng này, nào còn dám tràn rỡ, ở tại nơi này liền xuất hiện những tiếng kêu gào như quỷ khóc sói tru. Ai có thể nghĩ tới, bọn họ lại sẽ có thể không có mắt đụng phải tóc húi cua ca đang mặc đồ nữ đi cua trai. Còn quấy rầy người ta làm ăn, thậm chí còn đụng vào con mồi của nàng đây không phải là đang tìm chết sao vài ngày sau diệp quảng quảng vốn chuẩn bị âm thầm động thủ cho bọn hắc hổ bang kia nhận một chút giáo huấn. kết quả thật bất ngờ cũng không biết hắc hổ bang chọc phải người nào lại có thể bị tiêu diệt sạch sành xanh diệp quảng quảng bảo bảo anh biết không cái đám hắc hổ bang lần trước gây khó dễ cho chúng ta lại có thể bị người khác tiêu diệt toàn bộ cũng không biết là tác phẩm của thế lực nào Tư dạ hàng mặt không đổi sắc, thật sao? Diệp quảng quảng gật đầu. Còn không phải sao, em mới vừa nghe được tin tức ở bên ngoài. Bảo bảo, xem ra đúng là gieo nhân nào, gặp quả nấy nha. Chính nghĩa cuối cùng rồi sẽ chiến thắng tà ác. Tư dạ hàng, ừm, trên cái thế giới này vẫn còn nhiều người tốt. Diệp quảng quảng, không sai, không sai. Đang bị thôi miên, Diệp quảng quảng yên lặng thay hắc hổ ban mặt niệm một giây không cần hỏi nàng cũng biết, nhất định đây là tác phẩm của tư dạ hàng. Số của đám hắc hổ bang này cũng đủ nhỏ. Chỉ đi nhậu một hôm thôi, mà trong phút ngơ ngơ ngát ngát đi đắc tội đồng thời cả hai vị lão đại của không sợ Minh và Atula. Hồi ức tiếp tục đến đây. Diệp Quảng Quảng và Tư Dạ Hàng đã chung sống với nhau như cặp vợ chồng già cũng không sai biệt lắm. Hai người bình thường sẽ ẩn cư ở trong nhà, đánh đàn, đánh cờ, pha trà, còn trồng một hồ hoa súng và nuôi mấy con hạt. Thời gian này trôi qua quả thực là tương đối nhàn nhã tự tại. Vì muốn xứng với bảo bảo chỉnh chu tao nhã của mình, thậm chí nàng còn rất là nghiêm túc, cẩn thận học qua cầm kỳ thư họa, ngay cả cách nói chuyện bình thường cũng có chút văn vẻ. Vì vậy nên mấy tên không sợ minh kia ngày ngày đều cảm thấy kinh sợ, không dám đến gần nàng, cho là nàng lại say rượu rồi. Ngày này, Diệp Quảng Quảng mang theo chút bất an thử hỏi dò, à, bảo bảo, em có câu hỏi muốn hỏi anh. Tư dạ hàng, cái gì? Diệp quảng quảng cẩn thận cân nhắc chọn lời một chút, anh cảm thấy. Không sợ minh chủ tóc húi cua ca, người này, như thế nào? Tại sao lại hỏi như vậy? Tư dạ hàng không thể hiểu tại sao đột nhiên nàng lại đề cập đến vấn đề này. Diệp quảng quảng thuận miệng nói, chỉ là tò mò, tùy tiện hỏi một chút thôi. Anh cảm thấy Bạch Phong là hạng người gì? sắc mặt tư dạ hàng hơi nghiêm lại dặn dò người này rất nguy hiểm em cách xa cô ta một chút không nên lại dính vào vòng tranh đấu của không sợ minh nghe được đánh giá của tư dạ hàng trái tim nhỏ của dịp quảng quảng nhất thời rơi tỏm vào đáy cốc quả thật là lạnh quá lạnh quá đi rất nguy hiểm rất nguy hiểm oa 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 thật ra thì nàng không hề nguy hiểm chút nào mà nàng rất ôn nhu đáng yêu chỉ một giây, tư dạ hàng liền nhìn ra có chỗ không đúng. Diệp quảng quảng vội vàng phục hồi lại tinh thần, khục, yên tâm, yên tâm, đương nhiên là em biết rồi. Em cũng đã sớm phủi sạch quan hệ cùng không sợ minh, một đau hai đoạn. Tuyệt đối sẽ không qua lại, chắc chắn cũng sẽ không có cơ hội tiếp xúc với nữ ma đầu nào đấy. Tư dạ hàng, từng. Vậy, em còn có một câu hỏi. Thấy tư dạ hàng không hề hoài nghi. Lúc này Diệp Quảng Quảng mới thở vào nhẹ nhõm, sau đó hít sâu một hơi, giống như hạ quyết tâm thật lớn, tiếp tục mở miệng nói, bảo bảo, từ khi chúng ta bắt đầu quen nhau tới nay, thật giống như một mực đều là em đang miễn cưỡng anh. Có phải là anh, có phải là anh rất ghét em hay không? Thật ra thì, nếu như quả thật là anh không thích em mà nói, cũng không cần miễn cưỡng. Tư dạ hàng nghe vậy, thần sắc hơi khựng lại, mắt sáng như đuốc nhìn về phía cô gái, chậm rãi mở miệng nói, em nhìn kiểu gì lại thành ra anh miễn cưỡng? Diệp Quảng Quảng nháy mắt một cái, sững sờ đáp, "A, à, không phải là bởi vì bánh nướng mà anh mới chịu đi theo em sao?" Ban đầu cũng là bởi vì bánh nướng anh mới chịu cứu em một mạng. Sau đó, bởi vì em cho anh một túi pin candy. "Anh, anh đêm hôm đó anh mới đồng ý nói được." Diệp Quảng Quảng càng nói càng phiền muộn. Ai có thể nghĩ tới tình địch của nàng lại sẽ có thể là bánh nướng chứ. Đúng rồi, còn có bánh bao, bánh màng thầu, bánh cao lương, kẹo nổ popping candy. Vẻ mặt của tư dạ hàng hơi có chút phức tạp nhìn lấy nàng, em cho là như vậy sao? Diệp quảng quảng chớp mắt một cái, đúng vậy, thật ra thì em còn muốn hỏi anh vì sao, vì sao anh lại thích bánh nướng và popping candy như vậy? Khi đó, thật ra thì em đã hoàn toàn uống say, thật chẳng hiểu sao lại dùng một túi popping tiên candy trao đổi với anh. Mà anh lại chịu, lại chịu ngủ với em rồi. Anh tốt như vậy, lại quá không rành thế sự, cái gì cũng không biết. Em không muốn lừa dối anh, cũng không muốn lợi dụng anh. Hiện tại anh đã tự do, muốn ăn cái gì, làm cái gì cũng được. Nếu như anh thích, một ít thức ăn này, anh muốn mua chỗ nào cũng được. Cũng không phải là thứ đồ hiếm lạ gì ngón tay cầm quân cờ vây màu đen của tư dạ hàng thoáng dừng một chút muốn biết tại sao diệp quảng quảng dùng sức gật đầu một cái vân 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 muốn tư dạ hàng đặt quân cờ trong tay xuống ngay sau đó đáp bởi vì vô luận là em cho anh bất kỳ cái gì để trao đổi anh cũng đều sẽ nói được đại não của diệp quảng quảng đứng hình hễ giờ phút này trong cơn thôi miên diệp quảng quảng quả thật cảm thấy ngọt đến trạo rực lòng xuân thì ra phong cách nói lời tỏ tình của người nào đó năm đó cũng đã lắc léo như đồi núi 18 đường cong như thế rồi. Hồi ức như đèn kéo quân hiện ra trong đầu, hơn nửa lần này, tất cả hồi ức đều vô cùng trôi chảy, cũng rất chi tiết. Thậm chí ngay cả một chút chi tiết nho nhỏ cũng cực kỳ cặn kẽ. Có thể thấy đoạn hồi ức này đối với nàng mà nói là vô cùng trọng yếu, được thắt sâu bên trong ký ức. Nói không chừng, lần này có thể khôi phục lại tất cả ký ức đấy nhưng mà ngay tại thời điểm diệp quảng quảng đang nghĩ như vậy khi nàng lần nữa bước vào võ đạo liên minh đối thoại với ông ngoại trong đầu nàng đột nhiên truyền tới một cơn đau đớn kịch liệt trong hình chỉ có bóng dáng mơ hồ của ông ngoại đung đưa ở trước mặt đoạn đối thoại giữa nàng và ông ngoại không cách nào nghe được nàng càng cố gắng nhớ lại sự đau đớn lập tức càng kịch liệt diệp quảng quảng mơ hồ biết đoạn ký ức này sợ là một bộ phận được chôn giấu sâu nhất cũng là thứ ban đầu khiến nàng đau đớn đến không muốn sống, thậm chí muốn quên hết mọi chuyện trước đây. So với hai lần trước, thời gian lần thôi miên này kéo dài nhất. Lúc dịp Quảng Quảng tỉnh lại, đã là buổi tối. Hồi ức dài như vậy, thật ra thì bất quá cũng chỉ mất hơn nửa ngày. A, à, nỗi đau đớn như kim đâm trong ốc khiến cho đầu dịp Quảng Quảng đầy mồ hôi. Tiếp đó từ trên ghế xoay người bật dậy. Tỉnh rồi. Lão viện trưởng sờ chồng râu nhìn về phía Diệp Quảng Quảng ở trên ghế, vẻ mặt rất là hài lòng. Lần thôi miên này là lâu nhất, nói rõ hiệu quả không tệ. Diệp Quảng Quảng lau mồ hôi, vẻ mặt có chút hoảng hốt, tự hồ là vẫn chưa thể hồi phục lại tinh thần từ trong hồi ức. Một hồi lâu sau mới gật đầu một cái, đồng thời cũng có chút tiếc nuối. Còn tưởng rằng lần này sẽ có thể nhớ lại tất cả chứ. Nàng còn chưa nhớ lại kỷ niệm về đường đường bảo bối, và cả sự kiện khiến nàng để ý nhất kia lão viện trưởng chân thành khuyên, tiểu nha đầu, làm người không thể quá tham lam. Nếu như để cho ngươi một lần nhớ ra tất cả mọi chuyện, coi như là tinh thần của ngươi, cũng không chịu nổi. Diệp Quảng Quảng xoay mình ngồi dậy. Suy nghĩ một chút, có thể nhớ lại quá trình cùng quen biết và yêu mến tư dạ hàng, đã là thu hoạch lớn nhất. Điểm cống hiến này. Thật đáng giá. Viện trưởng đại nhân, đa tạ. Lần sau tôi lại tới tìm ông. Diệp Quảng Quảng nói xong, cười hì hì mở miệng trả giá, viện trưởng đại nhân, ngài xem, tôi đều đã sử dụng dịch vụ của ngài nhiều lần như vậy, có phải là ngài nên giảm giá cho tôi hay không? Lão viện trưởng quặm mặt lại, trừng nàng một cái, ta có thể đánh gãy chân ngươi thì có. Chơi chữ đồng âm khác nghĩa, giờ, ghè, giá, giảm, một, giá và, bờ tu, giá, đánh gãy, chân. Khục khục, quấy rầy. Diệp Quảng Quảng thầm rủa một tiếng hẹp hòi, sau đó nhanh chân rời đi. Vận khí của nàng không tệ. Lần thôi miên này tương đối thuận lợi. Tư dạ hàng bên kia cuối cùng cũng không thành vấn đề. Nhưng mà, thời khắc này Diệp Quảng Quảng vẫn còn chưa biết, thế giới bên ngoài đã long trời lỡ đất. Bảo bảo yêu dấu trong trí nhớ khiến cho nàng rạo lực lòng xuân, như thiếu nữ mới yêu kia, đã hoàn toàn tiến vào trạng thái cuồng hóa. Sơn trang suối nước nóng vẻ mặt của tư dạ hàng trong nháy mắt có chút trống rỗng, nàng là nhiếp vô ưu. Khục. Vâng. Đúng vậy. Biểu cảm của cửu ca nhà mình ở đối diện làm cho Lâm Khuyết có chút trung lẫy bẫy. Bởi vì trạng thái của tư dạ hàng thời khắc này quá mức đáng sợ. Vì vậy cho nên Giang Ly hận cũng không dám tiếp tục lắm mồm. Cuối cùng, bởi vì quả thực không chịu được khí áp trợn người này, hắn cười ha ha quăng lại một câu xong, bỏ chạy thật ra thì bị gạt cũng không có gì, dù có bị xanh biết cũng không có gì lớn. Chút chuyện nhỏ này, đây chỉ là chút chuyện vặt thôi mà. Này, a à Dạ, cậu cũng đừng tự làm khó mình, chân trời này nơi nào không cỏ thơm. Tạ Thiên Xuyên ho nhẹ một tiếng, thử thăm dò an ủi mấy câu, cũng nhanh chân rời đi. Thấy Giang Ly hận và Tạ Thiên Xuyên lách người chuồn đi, Lâm Quyết cũng quả quyết bỏ chạy, không muốn làm con chút thí từ khi tư dạ hàng bắt đầu biết được tin tức diệt quảng quản chính là nhiếp vô ưu, vẫn ngồi yên tại chỗ, từ khi nước trà còn nóng cho tới lúc nguội ngắt nguội ngơ, từ khi ánh bình minh đầu tiên chiếu rọi cho tới tận lúc tà tà bóng ngã về Tây. Giang Ly hận, tạ thiên xuyên và cả lâm khuyết ba người núp ở trong góc cách đó không xa, lén lén lúc lúc nói chuyện. Giang Ly hận lắc đầu than thở, "Hít, thật là bậy quá đi. Không nghĩ tới A à dạ lại cũng có thể có một ngày khốn khổ vì tình. Tạ Thiên Xuyên có chút lo âu, tôi thấy đã kích mà chuyện này đem lại cho cậu ta, thật giống như có chút lớn. Không biết cậu ta có thể gượng dậy nổi từ cú sốc này hay không? Giang Ly hận gật đầu liên tục, nói đầy chắc chắn, tôi thấy là nhất định sẽ không. Tôi chưa từng thấy A Dạ để ý đối với bất kỳ một người phụ nữ nào như vậy cả. Tạ Thiên Xuyên, tôi cũng thấy cạn lời đối với cô nàng đó luôn, đây không phải là đùa bẩn tình cảm người khác sao? Giang ly hận nhìn chầm chầm bóng lưng cô độc phía xa xa, chật chật chắc lưỡi, A à dạ sẽ không phải là sau khi trải qua chuyện này, sẽ tự kỷ rồi đi. Một bên, lâm khuyết cũng lo lắng không thôi, lo lắng nói, các người chớ có ở đó mà lãm nhảm nữa. Cửu ca thất tình, các người có giỏi thì đi lên an ủi một chút đi. Giang ly hận, đúng là nên đến an ủi một chút. Cậu ta ngồi yên cả buổi không động đậy, thương tâm biết bao nhiêu ba người đang thương lượng định đi an ủi tâm hồn tổn thương của người nào đó một chút, vừa lúc đó, tư dạ hàng vốn ngồi yên không nhúc nhích cả một buổi chiều, bỗng đột nhiên chậm rãi đứng lên. Trong chớp mắt ngay khi tư dạ hàng đứng lên, xoay người, gió đêm từ bên cạnh anh thổi qua. Lâm Khuyết, Giang Ly Hận, Tạ Thiên Xuyên đồng thời không tự chủ được trùng mình một cái. Cửu. Cửu ca. Anh không sao chứ. Anh muốn đi đâu? lâm khuyết có chút lắp bắp hỏi dò tư dạ hàng đảo mắt khẽ chỉnh lại một chút ống tay áo tây trang màu đen của mình âm thanh khàn khàn lạnh lạnh giống như giọt sương cuối mùa thu nhiếp da lâm khuyết ngẩng người có chút không kịp phản ứng đi đi nhiếp da đi nhiếp da làm cái gì sau khi tư dạ hàng chỉnh ống tay áo gọn gàng mới ngẩng đầu lên vẻ ôn hòa lãnh đạm vốn có nơi đáy mắt giờ phút này biến thành một màu đỏ ngầu thật giống như một cơn thủy điều đỏ đang chậm rãi trào dân, không nhanh không chậm trầm giọng đáp, thông báo Khương Viêm, trong vòng 15 phút đồng hồ, điều động tất cả nhân lực. Ngay cả Giang Ly Hận và Tạ Thiên Xuyên đều bị dọa sợ hết hồn. Lần này sau khi tư dạ hàng trở về, tính tình thu liễm lại rất nhiều, giống như biến thành một người khác. Nhưng mà giờ phút này, hắn giống như lại trong nháy mắt biến trở lại thành vị tu la chủ lạnh lẽo tàn khốc năm nào. Lâm Khuyết cũng bị dọa sợ đến choáng váng, đi nhiếp da. Điều. Điều động tất cả nhân lực đi nhiếp da. Cửu ca, anh đây là muốn làm cái gì? A a a. Trời má. Hắn biết ngay chuyện của Diệp Quảng Quảng lần này sẽ khiến cửu ca giận dữ, nhưng vạn vạn không ngờ tới, sự tình sẽ phát triển tới mức này. Vô luận nha đầu chết tiệt Diệp Quảng Quảng kia đáng ghét bao nhiêu, nhưng dầu gì thân phận của nàng bây giờ lại là nhị tiểu thư nhiếp gia, nhiếp vô ưu đấy. Nhiếp gia là dạng tồn tại gì? Đó là thế gia đứng đầu tứ đại gia tộc độc lập châu. Đi gây sự với nhiếp gia, đây tuyệt đối chẳng khác nào đưa mình vào trong thế chiến cả. Không chỉ riêng Lâm Khuyết, Giang Ly Hận và Tạ Thiên Xuyên cũng có chút ngoài ý muốn. Không phải chứ A à Dạ, cậu muốn tấn công nhiếp gia. Giang Ly Hận trợn mắt há mồm. Tạ Thiên Xuyên khẽ nhíu mày, A à Dạ, cậu tĩnh tâm một chút, chuyện này cần phải thảo luận kỹ hơn. Nhưng mà, không đợi hai người nói xong, tư dạ hàng đã cất bước, biến mất ở trong màn đêm. Tạ Thiên Xuyên và Giang Ly hận hai người đứng đơ tại chỗ. Trố mắt nhìn nhau. Đau khổ vì tình, không gượng dậy nổi gì gì, không tồn tại. Bọn họ lại có thể đều quên mất, bản chất của người này đáng sợ bao nhiêu. Sau khi dịp quảng quảng từ chỗ viện trưởng đi ra, liền lập tức chuẩn bị đi tìm tư dạ hàng. Kết quả, thật không ngờ trên đoạn đường từ học viện đi ra, lại nghe được đoạn đối thoại của một đám người ven đường. Ôi chao, gần đây thật đúng là thời buổi rối ren. Độc lập châu này sợ là sắp thiên hạ đại loạn. Sao lại nói vậy? Các ngươi còn chưa biết. Atula và Nhiếp Gia đánh nhau. Mị nó. Atula và Nhiếp Gia đánh nhau. Bùng nổ như vậy sao? Thật hay giả vậy? Có chuyện gì sao? Diệp Quảng Quảng vốn chỉ là người đi ngang qua đường, nghe đến đó, thắng gấp xe một cái, còn tưởng rằng mình nghe lầm. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Độc lập châu chính là loạn như thế. Hôm nay mấy cái thế lực nhìn không vừa mắt liền đánh nhau nhỏ, ngày mai nhìn không vừa mắt liền đánh nhau to. Ngày nào mà chẳng có chiến sự phát sinh, có gì mà phải bàn tán? Không phải chỉ là Atula và Nhiếp Gia đánh nhau thôi sao? À khoan! Atula. Nhiếp gia. Trời má. Cái gì? Atula và Nhiếp gia đánh nhau. Diệp Quảng Quảng tỉnh hồn lại, đứng ngẩn tại chỗ. Mặt đầy mộng bức. Chuyện này, con mẹ nó. Người đàn ông của mình làm sao lại đánh nhau cùng nhà mình? Đây không phải là lũ lục dân ngập miếu Long Vương, người trong nhà đánh người trong nhà sao? Hơn nữa, đường đường con mẹ nó còn đang ở nhà đấy chỉ thấy đám học viên lính đánh thuê kia đang quay quanh người bác quái vào giữa, hắn tiếp tục mở miệng nói, đương nhiên là sự thật, đừng quên của sở trường của ta là làm cái gì, đây chính là tin tình báo ta trực tiếp nghe được. Chính là chuyện ngày hôm nay. Hiện tại, toàn bộ nhiếp gia đều đã bị người của Atula bao vây gắt gao. Nhân mã nhiếp gia bên kia, tất cả cũng đều đang trên đường chạy tới. Còn có đoàn lính đánh thuê của nhiếp vô danh tất cả nhân lực đều đã đến đông đủ, tùy thời sẵn sàng cho một trận đại chiến. Người lính đánh thuê này tự hồ là tương đối am hiểu dò hỏi tin tức. Thấy hắn nói có đầu có đuôi, tất cả mọi người chung quanh đều tin rồi. Bọn họ túng năm tụng ba chỉ miệng vào, bàn tán loạn cào cào hết cả lên. Con bà nó, đoàn đội thủ hạ của nhiếp vô danh, chính là một lũ tên này so với tên khác còn biến thái hơn, không sai chứ nhiếp gia cũng không phải là dễ trêu chọc như vậy đâu. Lại nói, nhiếp gia và Atula. Cho tới bây giờ đều là nước sông không phạm nước giếng, hai nhà không hề có quen biết gì, càng không có dính dáng về lợi ích. Chỉ cần không có dính dáng về lợi ích, loại thế lực đỉnh cấp của độc lập châu giống như Atula và nhiếp gia này, tuyệt đối sẽ không thể đánh nhau đâu. Đúng vậy, thế lực phổ thông đánh nhau là chuyện thường, nhưng Atula và nhiếp gia là tầng thứ gì? Nếu như bọn họ khai chiến, đó là rút dây động rừng. Độc lập châu sẽ có bao nhiêu thế lực lớn nhỏ bị dính vào. Nhìn thấy ánh mắt hoài nghi của người bên cạnh, học viên đang nói chuyện nhất thời nóng nảy, mẹ nó. Ta thề, nếu như ta lừa các ngươi, ta liền đập đầu tự tử. Các ngươi đút cướp ta ăn đều được. Atula thật sự đã vây quanh nhiếp gia, đứa nào lừa đảo đứa đó làm con chó, có được không? Nghe lời nói này, mọi người lúc này mới bỏ đi hoài nghi. Chuyện này, xem ra Atula và Nhiếp Gia, thật sự là đang căng thẳng rồi. Nhưng mà, nguyên nhân đến tột cùng là cái gì? Từ sau khi Atula kéo nhau trở lại, cũng quá kiêu ngạo rồi đi, ngay cả Nhiếp Gia cũng dám động. Đây chính là gia độc đứng đầu tứ đại thế gia độc lập châu. Atula cũng không yếu đâu, ta thấy là nhiếp gia lần này cũng sẽ không dễ dàng đối phó được đâu dù không yếu, cũng không thể trêu chọc vào nhiếp gia à nha. Không tính tới lăng gia, nhiếp thẩm kỷ ba nhà có quan hệ gắn bó mật thiết với nhau. Nhất là nhiếp gia, quan hệ tại độc lập châu cực rắc rối phức tạp. Đừng nói Atula, coi như là võ đạo liên minh công hội, cũng không dám tùy tiện động vào nhiếp gia nữa là. Sự can đảm của Atula kia cũng có phần quá lớn rồi. Nhưng Atula cũng là một trong những thế lực hạch tâm của tội ngục đây đúng là long tranh hổ đấu mà. Đang êm đang đẹp, rốt cuộc làm sao lại đánh nhau. Diệp Quảng Quảng tỏ vẻ, nàng cũng rất muốn biết. Giờ phút này, Diệp Quảng Quảng khẽ nhíu mày. Atula và Nhiếp Gia khai chiến. Bởi vì sao? Cơ hồ ngay lập tức, trong đầu của Diệp Quảng Quảng hiện ra hình dáng của một người đàn ông. Nhiếp vô danh. Không phải là ông anh ruột không đáng tin cậy cực độ này của mình, lại chạy ra ngoài gây rắc rối chứ lần này còn trêu chọc vào atula chỉ bất quá diệp quảng quảng suy nghĩ cẩn thận với cái tính tình bột phát bốc đồng kia của ông anh nhiếp vô danh mà nói nếu quả thật cùng tranh tài với atula chỉ sợ sẽ lập tức xông vào trụ sở chính atula đánh nhau với người của bọn họ thù gì oán gì nhiếp vô danh cơ hồ cũng sẽ giải quyết tại chỗ không có khả năng sẽ để chuyện kéo dài còn liên lụy đến toàn bộ nhiếp gia lần này a tu la quá thiếu lý trí rồi chọc vào ai không tốt nhất định phải trêu chọc nhiếp gia không sai trong tứ đại thế gia không thể trêu chọc vào nhất chính là thẩm gia tiếp đó là nhiếp gia đặc biệt nhiếp gia còn có một vị gọi là nhiếp vô danh nhiếp vô danh năm đó chính là nổi danh ngang hàng với cẩu tạp chủng tương truyền toàn bộ độc lập châu chỉ có đại công tử nhiếp gia mới có thể đánh một trận cùng cẩu tạp chủng Atula tại sao phải trêu vào người như vậy? Đúng vậy, đại công tử Nhiếp Gia đã từng được ca tụng là đánh khắp độc lập châu không địch thủ. Đó cũng là quá khứ mà thôi. Hiện tại đại công tử Nhiếp Gia, cả ngày hết ăn lại uống, tiết tiền như mạng. Ta thấy là Nhiếp Gia sắp sửa bị tiêu diệt rồi, hắn cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp ôm lấy một chút tiền tài của Nhiếp Gia bỏ chạy mà thôi. Diệp quảng quảng nhìn về phía mọi người, trong lúc nhất thời đầu to như cái đấu bọn họ có phải là có hiểu lầm đối với nhiếp vô danh rồi hay không? Bọn họ thật sự hiểu rõ nhiếp vô danh sao? Ông anh ruột của mình mạnh thì có mạnh, nhưng chỉ là não không tốt, ngu ngốc muốn chết. Còn trông cậy vào nhiếp vô danh giúp chấn uy cho nhiếp gia. Nếu vậy phỏng chừng nhiếp gia sớm hỏng mất. Rất nhanh, dịp quản quảng hướng về phía trước đi tới. Vị bạn học này, những gì anh mới vừa nói là sự thật. Thông tin chuẩn xác không? Diệp Quảng Quảng chợt mang theo gương mặt to, trang điểm xấu xí của mình lại gần, dọa cho anh chàng lính đánh thuê kia giật cả mình. Ngay sau đó, hắn liền nhận ra được người nổi tiếng của học viện lính đánh thuê xích diễm gần đây, Diệp Quảng Quảng. Là cô à. Tin tức này đương nhiên là chuẩn xác. Huống chi chuyện này huyên náo lớn như vậy, giấu cũng không giấu được. Rất nhanh khẳng định mọi người đều sẽ biết cả thôi. Nghe thấy lời của gã ta khẳng định chắc chắn như vậy, nhưng dù sao nàng cũng đều không thể tin tưởng rằng tư dạ hàng lại sẽ đánh nhau với nhiếp gia. Diệp quảng quảng nghĩ tới nghĩ lui, cũng không hiểu, não tư dạ hàng bị trúng gió gì. Này! Còn chưa xuất giá đâu đấy, sao lại làm càng với nhà chồng của mình như vậy hả? Lúc này, Diệp quảng quảng gọi điện thoại cho nhiếp vô danh. Dịch vụ làm nhiệm vụ thuê xin kính chào quý khách. Thuê nhiệm vụ cao cấp, nhấn phím 1. Những nhiệm vụ khác. Xin nhấn phím 2. Thuê nhiếp vô danh tự mình làm nhiệm vụ, tiền thuê gấp bội. Thuê tổ đội dưới cờ nhiếp vô danh, tiền thuê cũng gấp bội. Không có tiền, xin mời cúp điện thoại. Cảm ơn quý khách đã hợp tác. Dịp quảng quảng. Cái này, đệt, chung điện thoại kiểu mịa gì vậy? Đợi cả nửa ngày, nhiếp vô danh cũng không hề nghe điện thoại. Thật sự là chịu không nổi tiếng chung quỷ này, dịp quảng quảng cũng đành phải thôi cùng lúc đó, nhiếp gia. Ngoài cửa tối om om, nhân thủ của Atula đã vây đầy, đang cùng hộ vệ nhiếp gia khẩn trương triển khai thế trận. Chàng trai đứng nhiếp gia ngoài cửa, phản phất như dung hợp lại làm một cùng với bóng đêm. Dưới ánh mắt lạnh giá thấu xương kia, như ẩn chứa một bản năng giả thú không cách nào ức chế nổi. Tựa như mong muốn cắn nuốt hết thảy mọi thứ. Bỏ vào trong bụng, nghiền nát thành mảnh vụn. Giờ phút này, các cường giả thường ngày canh giữ ở nhiếp gia rối rít âm thầm xuất hiện. Mười mấy vị lão giả râu tóc bạc trắng không biết từ chỗ nào đi ra, đứng ở trước cửa nhiếp gia. Những lão giả này, nhìn như tuổi tác không nhỏ, nhưng tinh khí thần lại khiến cho kẻ khác kinh ngạc, khí tức vạn phần hữu lực. Tiểu bối, rời khỏi nơi này. Một vị lão giả trong số đó, ánh mắt lãnh đạm, rơi vào trên người tư dạ hàng. Thanh âm ông ta không lớn, nhưng lại khiến cho màn nhĩ người khác hơi có chút đau nhói. Cúc Một người đàn ông trung niên ăn mặc giản dị. Đứng ở bên cạnh tư dạ hàng, chậm rãi mở miệng quát. Đó là một trong tứ đại tu la của A tu la, thiên tu la. Chung quanh nhiếp gia, không ít thế lực nghe tin đã tìm đến. Thời điểm nhìn thấy người đàn ông trung niên vừa lên tiếng, sững sờ cả người. Mọi người đều biết, thế lực kỷ hoàng có bác đại thần, thế lực Atula có tứ đại tu la. Bác đại thần của thế lực kỷ hoàng đại biểu cho sức chiến đấu cao nhất, mà tứ đại tu la của Atula cũng giống như thế, đại biểu cho chiến lực cao cấp nhất của Atula. Hơn nữa, tứ đại tu la thập phần thần bí, thường ngày rất ít hoạt động ở bên ngoài. Chỉ có những khi Atula phát động chiến sự đỉnh cấp chân chính, tứ đại tu la mới sẽ xuất hiện. Con bà nó, tứ đại tu la của Atula xuất động con mẹ nó, nào chỉ là tứ đại tu la của A tu la. Mấy lão già kia, chính là nội các trưởng lão của nhiếp gia, chiến lực hàng đầu chân chính của họ. Ngay cả đại công tử nhiếp gia có sức chiến đấu cường đại biến thái như thế, đều phải gọi bọn họ một tiếng lão sư. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều thế lực được điều động. Tứ đại thế gia có thêm hai chỗ khác đến, là thẩm gia và kỹ gia. Thẩm gia đại công tử nhìn về phía trước, lại nhìn chung quanh hướng về mấy vị trưởng lão trong nhà hỏi chuyện này có thể sử dụng tiền để giải quyết sao nghe tiếng một vị trưởng lão thẩm gia trong đó sau một hồi trầm tư lắc đầu nói sợ rằng không thể nhiếp gia đã điều động đến nội các trưởng lão a tu la điều động tứ đại tu la cũng tương đương với hai thế lực lớn này phát động chiến sự đỉnh cấp quy mô cao nhất sợ rằng dùng tiền cũng không dễ giải quyết thẩm gia đại công tử sửng sốt một chút mẹ kiếp vậy chúng ta tới làm gì? Thẩm gia chúng ta, trừ tiền ra, thì không có gì cả. Mà phía kỹ gia, cũng tới phần lớn nhân mã. Nhưng chỉ có thể quanh quẩn ở phía bên ngoài. Trước mắt cũng không hề có dự định xuất động, như là đang quan sát tình thế. Trong tứ đại gia tộc, nhiếp gia và kỹ gia có quan hệ tốt nhất, cơ hồ đạt tới trình độ tuy hai mà một. Nhiếp gia phát động chiến sự quy mô cao nhất, kỹ gia đương nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến vào giờ phút này trên trán tư dạ hàng hiện ra một lằn gân xanh mí mắt trũng xuống một vết hằn sâu hắm. anh dốc toàn lực tin tưởng nàng lại không nghĩ rằng cuối cùng thứ anh nhận được lại là như thế nàng rốt cục vẫn sẽ khôi phục lại ký ức cũng trở về thân phận vốn có thậm chí tìm lại được đứa con nàng sinh cùng với kỹ tu nhiễm chỉ còn lại mình anh một mình anh nâng niu trân trọng những hồi ức quý báu kia, một mình anh bị vứt bỏ cô độc trong xó xỉnh. Anh từng nói, từng nói, chỉ có thể là nàng, nàng chỉ có thể là của anh. Nàng xúc phạm tới ranh giới cuối cùng của anh, đem dòng suy nghĩ của anh ném vào vực sâu thăm thẳm, nghiền nát một tia lý trí cuối cùng của anh. vết Thanh âm tư dạ hàng khàn khàn trầm thấp, phản phất như giả dạ thú nguyên thủy gào thét làm cho người người kinh hãi run sợ thời khắc này tư dạ hàng đã không còn sót lại chút lý trí nào để đàm phán khẩu khí thật là lớn bỗng nhiên trong lúc đó nhiếp gia chủ và nhiếp phu nhân dẫn đầu chậm rãi đi ra bên ngoài nhiếp gia nhiếp vô danh và phong huyền diệt nhất chi hoa băng sơn tử quỷ tiểu điềm điềm năm người đứng ở sau lưng hai người ai dám trêu chọc nhiếp gia trong lúc nói chuyện nhóm lớn thành viên không sợ Minh đã tìm đến. Lấy mấy vị trưởng lão không sợ Minh cầm đầu, vô số đường chủ và các cao tầng toàn bộ đều đến đủ. Nói đùa sao, chủ của không sợ Minh bọn họ là tiểu thư nhiếp gia. Cái đám Atula này chiến với nhiếp gia, đây có khác nào khiêu chiến với không sợ Minh bọn họ chứ? Lại nói, bắp đùi nhiếp gia quá lớn, bọn họ cũng không sợ đắc tội với Atula.